Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Hãy chọn máy đúng. Thật ra cái chương trình này của mình là giúp chúng ta lựa chọn những thiết bị smartphone phù hợp với tầm giá tiền của mình. Tại vì trên thị trường cùng mức giá tiền nhưng quá nhiều thiết bị chúng ta lựa chọn. Và hôm nay, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Galaxy S4 và iPhone 5, thiết bị của năm 2013 và đối đầu với 2012. Về cái thiết kế của hai chiếc máy này thì iPhone 5 là một thiết bị khi mà bán ra là nó hướng đến đối tượng. Rõ ràng là nó có một thiết kế thời trang đẹp và nó phong cách nó thể hiện được cái sự sang trọng toát lên từ cái sản phẩm của Apple. Trong cái đấy, Samsung Galaxy S4 này tiếp nối đi từ truyền thống của người Anh của mình là Galaxy S3. Nhìn qua chúng ta đã thấy là thiết kế không có gì là quá khác biệt so với năm ngoái. Tuy nhiên thì nó có một số cải tiến nhỏ chúng ta có thể để ý tới. Việc có phím home bấm dễ dàng hơn, cũng như là các cái đường nét xung quanh. Cái khung xung quanh của máy này là làm bằng nhựa nhưng nó được Samsung thiết kế khéo léo để một số người nhìn vào tưởng như đây là một khung nhôm làm bằng kim loại, nhưng mà thực chất nó vẫn là nhựa mà thôi. Chiếc máy này làm bằng nhựa polycarbonate, là một loại vật liệu nhựa siêu bền tương tự như thế hệ trước. Tuy nhiên thì Galaxy S4 có cái mặt sau thiết kế hơi tù một chút. Ở cái việc mình không nói là tổng thể là nó có đẹp hay không mà sau, nhưng ở cái việc là do máy bằng nhựa nên mà mình dùng một thời gian ấy thì nó để lại mồ hôi, dấu vân tay khá nhiều lên cái bề mặt phía sau này và nó sẽ bị nhanh bẩn hơn khi nó bám từ cái mồ hôi cũng như dấu vân tay của bạn. Thì cái chiếc Samsung Galaxy S4 cầm trong tay rất là thoải mái. Tuy máy có màn hình 5 inch nhưng mà cầm trong tay do Samsung thiết kế họ vẫn làm theo kiểu mềm mại, bo tròn ở các góc cạnh phía sau nên cầm trong tay không có một chút vấn đề gì. Tuy nhiên có một điểm không thích là do cái phím tăng giảm âm lượng của máy là đẩy lên khá là cao, nên mà khi mà mình cầm bằng cái bàn tay trái, các bạn để ý là ngón tay cái của mình hơi khó để với được lên cái phím này, mà mình phải thường phải di chuyển ngón tay lên, hoặc là nếu mà mình cầm bằng ngón tay phải thì vẫn khó bấm hơn. Trở về với chiếc iPhone 5 của chúng ta, iPhone 5 có một cái điểm yếu chung, đó là cái việc là máy thiết kế nó tuy là nhìn nam tính chắc chắn nhưng mà lại khá là mỏng manh khi mà gặp phải những cái va chạm bên ngoài. Đường viền xung quanh của máy đã được làm bằng lưỡi cắt kim cương. Tuy nhiên thì cái đường viền này khá là dễ bị xước, đặc biệt trong cái phiên bản màu đen, những cái vết xước và những cái vết móc của nó thể hiện rất là rõ ràng. Vì thế nên với những ai mua iPhone 5, một lời khuyên cho các bạn là nên mua một cái ốp để chúng ta có thể bảo vệ máy một cách chắc nhất. Về thiết kế của máy thì không có gì phải bàn. Tuy nhiên thì có một điểm yếu còn tương tự như Galaxy S4. Galaxy S4 thì bấm phím tăng giảm âm lượng hơi khó, thì với iPhone 5 chúng ta rất khó để với lên cái phím nguồn ở trên đỉnh máy như thế này vì nó rất là cao. Để với lên ngón tay lên, chúng ta thường phải di chuyển ngón tay lên phía trên. iPhone 5 có một phím công tắc chuyển nhanh, tắt và bật âm thanh hoặc khóa xoay màn hình. Đây là một cái phím rất là hay. Nó không cần phải là mở máy lên để các bạn cài đặt, mà khi mà các bạn vào cuộc họp, các bạn chỉ cần kéo xuống, hoặc là khi ra ngoài trời các bạn chỉ cần đẩy lên, như vậy là đã rất là tiện lợi rồi. Thiết bị này thì có cổng kết nối Lightning và hai cái loa hai bên này. Một bên là loa để chúng ta nghe đàm thoại và một bên là loa âm thanh để chúng ta có thể chơi game cũng như là nghe nhạc, xem phim trên thiết bị iPhone 5. Nói chung là tổng quan về hai thiết bị này, việc cầm nắm cũng như sử dụng trong máy thì mình đánh giá là cả hai thiết bị đều rất là thuận tiện. Tuy nhiên cũng phụ thuộc vào cái kích thước của lòng bàn tay của các bạn. Nếu các bạn tay to thì cầm S4 thì khá là thoải mái. Nếu mà các bạn tay bé thì nên sử dụng iPhone 5 sẽ thuận tiện hơn. Về màn hình của hai thiết bị này, Samsung thì mỗi khi ra thiết bị của mình, họ đều nâng cấp lên cái màn hình của họ một chút. Nếu như là Galaxy S3 năm ngoái cũng là màn hình Super AMOLED, thì năm nay màn hình của Samsung Galaxy S4 vẫn là Super AMOLED này. Tuy nhiên thì nó đã có một số cải tiến về ma trận điểm ảnh, khiến cho hình ảnh nó hiển thị chính xác hơn, bớt bị ám màu, và cũng như là màu sắc nó đã có một chút tinh chỉnh từ Samsung. Trong mục hiển thị màn hình lần này, nếu mà trước đây ai mà vẫn hay che màn hình của Samsung, thiếu thực tế, bị tái tạo màu sắc nó quá là mạnh, cũng như là cái việc màn hình của nó nịnh mách quá, thì lần này Samsung có trang bị chế độ màn hình thì chúng ta có thể tối ưu hiển thị. Các bạn phải lựa chọn chế độ phim là chế độ hình ảnh chính xác nhất, không nịnh mắt và nó đem lại một cái màu sắc hài hòa hơn, dễ chịu hơn. Hoặc là các bạn vẫn thích cái tông màu sống động thì có thể chuyển về theo như mặc định Samsung với lại màn hình Super AMOLED. Với iPhone 5 thì nó sử dụng màn hình Retina cho phép mật độ điểm ảnh siêu cao, thực chất đây vẫn là màn hình LCD bình thường. Và ở đây mình có một số hình ảnh để chúng ta có thể so sánh về hai cái màn hình này của chúng ta. Ở đây là cùng một hình ảnh, các bạn hãy nhìn vào thì sẽ nhận thấy ngay màu sắc trên Galaxy S4 thì hiện nó rất là tốt, nó đậm, đúng là thực sự nó rất là nịnh mách người dùng. Với một người bình thường hiện nay thì hai chiếc máy này có mật độ điểm ảnh siêu cao nên về độ sắc nét là tương tự nhau, chúng ta không thể nhận ra được những cái khuyết điểm trên cái màn hình này. Vì vậy có lẽ là điều quan trọng là chúng ta sẽ thích cái màu sắc của những cảm nhận của mỗi người hơn. Thì ở đây Galaxy S4 và iPhone 5 thể hiện màu sắc đều rất là tốt, nhưng mà S4 còn nhỉnh hơn. Và giờ cái việc là hiển thị cái gam màu của nó nóng nên để đẩy mạnh hơn nên chúng ta nhìn sẽ thích mắt hơn. Ở đây các bạn sẽ để ý thêm một lần nữa đây, cái trên một cái phông nền màu xanh thì màn hình Super AMOLED thể hiện một cái điều là nó thể hiện màu xanh rất sâu và đậm, dẫn đến cái việc là những cái màu trắng xung quanh cũng sẽ bị ám màu xanh này. Trong khi đấy trên iPhone 5 màu trắng của nó thể hiện trong đẹp và trắng, phải nói là thực sự rất là tinh khiết. Và cuối cùng là mình sẽ bổ sung thêm một màu nữa, các bạn nhìn thấy đây, đó là trên cái cùng một cái tông màu giống nhau, nhưng mà các bạn nhìn qua hai màn hình này dường như chúng ta đang nhìn vào hai ngành khác nhau.
trên Galaxy S4 là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn. Nó là thể hiện một cái sự sống động cũng như là cái màu sắc nó rất là mạnh, thay vì màu sắc có vẻ như là hơi nhạt trên iPhone 5. Nếu các bạn nhìn iPhone 5 riêng, các bạn sẽ thấy nó hoàn toàn ok, không vấn đề gì. Nhưng khi chúng ta đặt so sánh, nên chúng ta sẽ thấy là màn hình của S4 nó quá vượt trội về màu sắc này. Nếu các bạn không thích thì chúng ta sẽ vào màn hình này, chúng ta vào chế độ màn hình và chuyển về chế độ phim. Mình chuyển về chế độ này và chúng ta sẽ quay trở lại so sánh xem lúc này màn hình sẽ ra sao. Các bạn thấy lúc này thì màn hình của Galaxy S4 gần như là hoàn toàn giống với iPhone 5, không bị nặng màu sắc như trước nữa. Và đó là rất hết sức là tuyệt vời. Galaxy S4 cho chúng ta là cái sự điều chỉnh linh hoạt hơn. Như vậy là chúng ta có thể, nếu mà các bạn thích thì có thể chuyển về những gam màu sắc khác nhau. Tuy nhiên thì trong Galaxy S4 có một điểm yếu khá là lớn trên màn hình này từ cái thế hệ màn hình Super AMOLED đầu tiên, đó là việc là độ sáng màn hình không cao. Điều này thể hiện rõ nhất khi các bạn ra ngoài trời ấy, đặt cạnh iPhone 5 thì Galaxy S4 thể hiện cái sự chi tiết cũng như rõ ràng nó không cao bằng iPhone 5 do độ sáng màn hình khá là thấp. Nên chúng ta nhìn vào trong điều kiện ngoài trời nó có khá hơn so với Galaxy S3, nhưng nhìn tổng quan thì không thể so sánh được với iPhone 5 về khả năng hiển thị ngoài trời và khả năng hiển thị dưới sáng. Về góc nhìn của hai máy thì iPhone 5 cũng nhỉnh hơn một chút do cái màn hình LCD nó hiển thị tốt hơn. Super AMOLED màn hình góc nhìn vẫn chưa tốt bằng cái màn hình của chiếc iPhone 5 này. Như vậy mình đã hoàn thành xong cái phần đầu tiên so sánh về hai thiết bị này, về thiết kế cũng như màn hình của hai máy. Nói chung thì về thiết kế thì với những ai yêu thích một thiết bị smartphone thời trang phong cách và nó thể hiện toát lên được một cái vẻ sang trọng tương tự như khi so sánh S4 với HTC One thì iPhone 5 rõ ràng là một thiết bị lựa chọn hàng đầu cho bạn. Galaxy S4 nó không đem lại một cái vẻ sang trọng và hầu hết là thiết kế của máy đều bị dân tình ném đá nhiều. Ở đây là do cảm quan của mỗi người chứ mình không nói là S4 thiết kế xấu hay không. Và việc sử dụng hai máy đều khá là thoải mái. Riêng với iPhone 5 thì nó phải nâng niu cẩn thận hơn nhiều do cái việc tổn thương của máy thể hiện rõ ràng trên từng cái vết xước cũng như là việc máy bị móp. Màn hình thì Galaxy S4 và iPhone 5 sẽ là thiết bị lựa chọn tùy theo những cái cảm nhận của mỗi người. S4 thì màn hình nó rất là to, 5 inch phù hợp với những cái phương tiện giải trí, xem phim, chơi game, xem ảnh rõ ràng là tuyệt vời hơn nhiều so với không gian màn hình chỉ có 4 inch của iPhone 5. Tuy nhiên về màu sắc thì iPhone 5 thể hiện chính xác, khả năng hiển thị sáng tốt hơn so với Galaxy S4. Vậy thì việc lựa chọn màn hình này sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu cá nhân của mỗi người, chứ chúng ta không thể so sánh áp đặt chung là iPhone 5 màn hình tốt hơn hay là S4 tốt hơn. Ngoài ra phần sau mình sẽ so sánh chi tiết về cái phần mềm, hiệu năng và camera của hai máy. Trước khi các bạn xem phần 2 thì các bạn nên theo dõi qua về việc so sánh hệ điều hành iOS và hệ điều hành Android, vì hai thiết bị này đều có những ưu nhược điểm riêng của hai hệ điều hành có thể nói là phổ biến nhất trên thị trường. Và các bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên like, share với bạn bè, subscribe YouTube của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của chương trình. Hãy chọn máy đúng.